Chào ba mẹ nhé. Hôm nay MB Mart sẽ giới thiệu ba mẹ cái mẫu bàn A16 VIP. Đây là một trong các cái mẫu bàn mà bên em bán rất là chạy, giá chỉ ở trên 2 triệu thôi. Nhưng nó đầy đủ tính năng và rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất, về mặt ghế, ghế ngồi thì ba mẹ sẽ thấy ở đây nó là khung sắt rất là khỏe này, đệm êm này. Đây là nó có đang có miếng bọc ở bên ngoài để bẩn thì bóc ra. Phần này là phần để chân ạ. Ngoài ra thì lưng hạ ở đây nó sẽ dùng tay xoay ở đây. Cái tay xoay này mình chỉ việc cho cái tay xoay vào thôi, lưng hạ lên đó. Ba mẹ nhìn thấy nó thay đổi chiều cao chưa? Thay đổi chiều cao sau đó khi mà mình chốt được vị trí em bé ngồi thoải mái nhất thì phải khóa cái chốt này hai bên vào cho em nhé. Đó là về cái phần ghế. Phần ghế thì em thấy rất là khỏe. Người lớn mình ngồi lên em cũng thấy chắc. Đây là cái chống cận để cho bạn ấy khỏi cúi gù quá. Cái phần này là giá để sách hoặc là iPad để đọc truyện. Không dùng thì mình gấp lại, cắt đi. Đây là hộp bút màu. Đây là hộp để bút. Đèn led tặng kèm thì đi kèm với dây sạc. Đây. Ngoài ra cái bàn này thì nó có thể lưng hạ cái góc nghiêng như này. Nếu mà mình mở cái chốt này ra. Đó. Sau đó mẹ chờ em chút nhé. Sau đó siết cái chốt này lại. Đó, tùy mức độ. Để em ngả bớt xuống một xíu. Tùy cái mức độ của mình, hoặc là bé thường thì khi vẽ hay gì đó thì mình mới dùng đến cái tính năng này. Đó. Bàn cũng nâng hạ độ cao được, không cần phải xoay ốc nhé. Nó cũng sẽ là cho vào đây để xoay. Đây là em đang hạ này. Lên thì ba mẹ xoay lên. Sau khi lên xong thì ba mẹ cũng chốt lại cái chốt này giúp em. Đó. Còn đây là bây giờ em sẽ hạ cái góc nghiêng này xuống. Đó, hạ xuống xong chốt lại. Đặc biệt nữa là ở cái mẫu này mà một số mẫu bàn giá rẻ hơn không có, đó chính là cái ngăn kéo. Nó có dây trượt như này. Đó. Thì rất là tiện luôn. Bé để đồ, để sách ở đây. Xoay trượt. Mặc dù nó chỉ là nhựa thôi nhưng mà rất là tiện dụng. Đó. Ba mẹ mà quan tâm cái mẫu bàn này thì liên hệ với bên em nhé. Giá chỉ trên 2 triệu thôi ạ.